vượt mặt Phi Nhung Hồ Văn Cường, hé lộ mức cát xê của thầy trò đan trường khiến CDM ngỡ ngàng. Mức thù lao cao ngất ngưởng khiến cho thầy trò đan trường nhận về không ít sự chú ý từ CDM. Trong giới showbiz, không ít các cặp đôi thầy trò, mẹ con cùng nhau đi diễn khắp những chương trình lớn nhỏ. Hiển nhiên, mức cát xê để mời họ rơi vào mức cao đến rất cao. Điển hình như Phi Nhung và Hồ Văn Cường, tuy không công bố chính xác mức cát xê nhưng theo những thông tin được chia sẻ, hai mẹ con Phi Nhung sẽ đi hát với mức thù lao dao động từ 30 triệu đổ lên. Ngoài ra, Phi Nhung từng được mời hát tại đám cưới với mức cát xê 15.000 đô la Mỹ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đây không phải là một con số nhỏ nhưng cũng khiến nhiều người phải ghen tị. Phi Nhung và Hồ Văn Cường có mức cát xê tương đối cao. Tưởng chừng như mức thù lao 15.000 đô la Mỹ đã rất to lớn nhưng không, một bầu show từng tiết lộ một cặp thầy trò nổi tiếng đã từng nhận được gấp đôi mức cát xê của Phi Nhung. Cặp thầy trò không ai khác chính là nam ca sĩ đan trường cùng học trò cưng Trung Quang. Hai thầy trò đan trường gây sốc khi nhận mức cát xê 500 triệu. Hồi tháng 12 năm 2018, xôn xao thông tin cặp vợ chồng đại gia tại Thái Nguyên đã mời nam ca sĩ đan trường và học trò Trung Quang về biểu diễn. Đan trường cho biết, mình đã nhận được mức giá nửa tỷ đồng để trình diễn tại đám cưới kèm với cậu học trò. Có thể thấy, đan trường luôn có sự ưu ái rất lớn cho học trò của mình khi dẫn nam ca sĩ sinh năm 1997 đến hát tại những siêu đám cưới như thế này. Anh thường xuyên được các đại gia mời hát đám cưới sang trọng. Cũng trong dịp này, ông bầu của đan trường Hoàng Tuấn cũng tự tị khẳng định đan trường là một trong những ca sĩ có thù lao cao nhất nước. Chẳng phải tự nhiên ông bầu Hoàng Tuấn lại khẳng định một câu chắc nịch như vậy, nếu so sánh các CH đám cưới của nhiều nghệ sĩ, có thể thấy đan trường vẫn thuộc hàng top của showbiz Việt. Quang Lê từng chia sẻ các CH đi hát một đám cưới ở Lào Cai ở mức 500 triệu đồng, Lệ Quyên có thể lên đến hơn 450 triệu đồng. Quang Hà cũng nhận về con số 450 triệu đồng cho màn góp giọng ở tiệc kỷ niệm 10 năm kết hôn một vợ chồng đại gia ở Thái Bình. Anh Bo là người có mức giá hát đám cưới cao nhất showbiz Việt. Nhìn chung, mức cát xê của đan trường nhận được hoàn toàn xứng đáng với công sức mà anh gây dựng bao năm qua. Không có nhiều nghệ sĩ Việt vẫn giữ được phong độ và sự ổn định trên con đường nghệ thuật suốt 20 năm. Tất cả đều là thành quả gây dựng sau bao năm của nam ca sĩ. Bên cạnh đó, ở đan trường luôn có một thái độ làm việc nghiêm túc, sự thân thiện và hòa nhã khi tiếp xúc với khán giả. Chính điều đó đã khiến cho anh Bo luôn là một tượng đài trong lòng công chúng. Vượt mặt Phi Nhung Hồ Văn Cường, hé lộ mức cát xê của thầy trò đan trường khiến CDM ngỡ ngàng. Mức thù lao cao ngất ngưởng khiến cho thầy trò đan trường nhận về không ít sự chú ý từ CDM. Trong giới showbiz, không ít các cặp đôi thầy trò, mẹ con cùng nhau đi diễn khắp những chương trình lớn nhỏ. Hiển nhiên, mức cát xê để mời họ rơi vào mức cao đến rất cao. Điển hình như Phi Nhung và Hồ Văn Cường, tuy không công bố chính xác mức cát xê nhưng theo những thông tin được chia sẻ, hai mẹ con Phi Nhung sẽ đi hát với mức thù lao dao động từ 30 triệu đổ lên. Ngoài ra, Phi Nhung từng được mời hát tại đám cưới với mức cát xê 15.000 đô la Mỹ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đây không phải là một con số nhỏ nhưng cũng khiến nhiều người phải ghen tị. Phi Nhung và Hồ Văn Cường có mức cát xê tương đối cao. Tưởng chừng như mức thù lao 15.000 đô la Mỹ đã rất to lớn nhưng không, một bầu show từng tiết lộ một cặp thầy trò nổi tiếng đã từng nhận được gấp đôi mức cát xê của Phi Nhung. Cặp thầy trò không ai khác chính là nam ca sĩ đan trường cùng học trò cưng Trung Quang. Hai thầy trò đan trường gây sốc khi nhận mức cát xê 500 triệu. Hồi tháng 12 năm 2018, xôn xao thông tin cặp vợ chồng đại gia tại Thái Nguyên đã mời nam ca sĩ đan trường và học trò Trung Quang về biểu diễn. Đan trường cho biết, mình đã nhận được mức giá nửa tỷ đồng để trình diễn tại đám cưới kèm với cậu học trò. Có thể thấy, đan trường luôn có sự ưu ái rất lớn cho học trò của mình khi dẫn nam ca sĩ sinh năm 1997 đến hát tại những siêu đám cưới như thế này. Anh thường xuyên được các đại gia mời hát đám cưới sang trọng. Cũng trong dịp này, ông bầu của đan trường Hoàng Tuấn cũng tự tị khẳng định đan trường là một trong những ca sĩ có thù lao cao nhất nước. Chẳng phải tự nhiên ông bầu Hoàng Tuấn lại khẳng định một câu chắc nịch như vậy, nếu so sánh các CH đám cưới của nhiều nghệ sĩ, có thể thấy đan trường vẫn thuộc hàng top của showbiz Việt. Quang Lê từng chia sẻ các CH đi hát một đám cưới ở Lào Cai ở mức 500 triệu đồng, Lệ Quyên có thể lên đến hơn 450 triệu đồng, Quang Hà cũng nhận về con số 450 triệu đồng cho màn góp giọng ở tiệc kỷ niệm 10 năm kết hôn một vợ chồng đại gia ở Thái Bình. Anh Bo là người có mức giá hát đám cưới cao nhất showbiz Việt. Nhìn chung,